người dân ở thủ đô Dhaka đã đổ về chợ Chakbaza để tích trữ lương thực, chuẩn bị cho bữa ăn nhanh iftar hay còn gọi là bữa tối xả chay vào lúc hoàng hôn. Khi mặt trời lặn xuống, bữa ăn iftar sẽ kết thúc quá trình chay tịnh trong ngày của các tín đồ Hồi giáo trong tháng ăn chay Ramadan. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Ramadan. Bữa ăn iftar bắt đầu từ hôm nay và tiếp tục diễn ra đến ngày thứ 30 của tháng Ramadan. Khoảng 1.000 người Hồi giáo dùng bữa ăn trưa iftar mỗi ngày. Giống như những năm khác, năm nay chúng tôi tổ chức bữa ăn này thông qua Ủy ban Nhà thờ Hồi giáo và một số tín đồ Hồi giáo khác cũng đóng góp thức ăn. Theo truyền thống, lễ Ramadan bắt đầu vào buổi sáng hàng ngày sau khi nhìn thấy mặt trăng và kết thúc khi mặt trời lặn. Ở hầu hết các quốc gia, tháng lễ Ramadan bắt đầu vào ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên, ở một số quốc gia khác như Bangladesh, Pakistan, Iraq và Liban sẽ bắt đầu trễ hơn một ngày.